Ở phần trước trong chuỗi series chúng ta đã học cách làm sao để đưa message vào trong SQS thông qua API Gateway và thậm chí cách đọc message ở trong SQS ra rồi. Thì trong phần này chúng ta tiếp tục là biết là cái message trong SQS nó sẽ không tự động xóa đi ha nếu mà chưa tới cái thời gian mà retention cấu hình chúng nó mặc định nó sẽ là 4 ngày. Còn nếu mà giả sử mình khi mình xử lý xong mà mình không có explicitly là mình chỉ định là xóa đi ấy thì message nó sẽ available lại và khi mà nó available lại thì có khả năng sẽ một cái cần cần consumer khác nó sẽ lại đi vào nó lấy cái message ra nó xử lý lại và khả năng hệ thống chúng ta sẽ bị duplicate ha. thì đó là trường hợp không hề mong muốn thì uh, bài này thì cái video hướng dẫn các bạn làm sao để xóa cái message ha. thì xóa message nó cũng rất là dễ thôi các bạn cần phải truyền cái action là delete message cái này là fix và truyền vào nó là một cái receipt handler thì receipt handler là cái gì uh, receipt handle là cái mà khi mà các bạn gọi một cái ghét uh, get một cái message trong SQS nè. Khi các bạn giả sử đây là name Kevin này, message này như thế đúng không ạ? Thì nó giống như một cái ID thôi. Mỗi một message trả về nó sẽ có à cái message là name Kevin này nó có ID này, này. Khi mà bạn xử lý xong thì bạn nhớ gửi cho tôi cái ID này và chỉ định xóa đi để tôi sẽ không xóa nó ra khỏi queue và không ai có thể dùng cái message này được nữa. Thì đó là cái ý tưởng khi làm cái delete message ha. Thì trong bài này Kevin sẽ hướng dẫn các bạn là dùng cái AWS Gateway cấu hình cái receipt handle này để xóa đi à, cái message trong SQS ha. Rồi, chúng ta cùng xem ạ. À, chúng ta quay về Apex Gateway ha, chúng ta xem phần resource chúng ta đây SQS. Chúng ta tạo thêm một cái phương thức là Ê, à, delete đúng không? Mình sẽ xóa ha. Rồi, SQ... phần này chúng ta làm nhanh ha. chúng ta sẽ chọn cái region của chúng ta này, chọn chọn SQS rồi cái method của chúng ta là chọn delete này, pass override này chúng ta sẽ chọn đúng cái account và cái tên của SQS và chúng ta execution role chúng ta sẽ copy uh, từ cái API này, ha. À, lưu ý trong cái phần này các bạn nhớ cái phần trước chúng ta tạo lại với cái policy à. các bạn chỉ có cái quyền là receive và send là đúng không ạ thì bây giờ tại vì là do các bạn uh, delete nên các bạn sẽ cần phải tạo cái quyền ví dụ edit các bạn sẽ edit cái này cái mình sẽ thêm cái quyền là delete message cho cái role ARN của chúng ta. Đây này, có hai cách ha các bạn có thể sửa bằng JSON hoặc là các bạn chọn ở đây chúng ta sẽ chọn là role này, các bạn hãy delete message này. và khi mình lưu này lại thì nó sẽ mặc định nó sẽ lưu vào trong cái uh, policy của chúng ta, cái role IAM gateway của chúng ta. Đây, gateway role của chúng ta để các bạn có thể xem lại. SQL là chúng ta có quyền delete, receive và send message nào. Đây là cái ARN Ok, phần còn lại chúng ta sẽ để mặc định. rồi Bây giờ chúng ta cần phải cấu hình theo đúng cái thông điệp của nó là gửi cái action delete message và cái receive handle. Thì cái receive handle này chính là chúng ta sẽ mình sẽ lấy nó từ bên phía query string. Chúng ta chọn trong phần method request chúng ta chọn query string thì cái bên không muốn dùng cái từ handle cái bên muốn dùng cái từ id thôi cho nó đơn giản à. tại vì nhiều khi uh, một số khách hàng họ sẽ mới với bên họ sẽ không biết cái đó là cái gì thì mình dùng cái từ này nó sẽ đơn giản hơn cho họ hoặc là tùy các bạn các bạn thể dùng chứng cái từ receive handle cho nó kiểu đúng cái thuật ngữ luôn đấy à, ok chúng ta dùng query string à. phần này thì chúng ta không thay đổi được rồi tại vì phần này là phần giao tiếp giữa api gateway và sqs thì chúng ta cần phải chọn đúng cái tên à request chấm query query string id ha mình id mình lấy từ bên chỗ uh, method request rồi sau khi làm xong thì chúng ta deploy ha okay, chúng ta đã, đã deploy rồi bây giờ nó quay qua sqs chúng ta đang có số lượng message thế nào nhỉ chúng ta đang có gì SQL đây là có 6 cái đúng không ạ Giờ chúng ta sẽ lấy một cái ra. Chúng ta sẽ lấy một cái ra là xe đi Ok, chúng ta đã có một cái đây, chúng ta sẽ lấy cái Viet Address một, 1. Chúng ta sẽ copy cái uh, receive handle này. Rồi chúng ta sẽ các bạn coi này, à, bây giờ chúng ta sẽ refresh lên, này. này nó sẽ um, còn một đúng không ạ? Nhưng mà lưu ý cái này chỉ có 30 giây nè không biết cái bên có làm kịp cái này không nữa hoặc là chúng ta sẽ phải tạo thêm uh, một lần nữa rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn cái delete lúc này á, mình sẽ cần truyền vào cái ID đúng không ạ ID lúc này á, là chính là cái receipt handle của chúng ta nhưng mà có khả năng là cái mình sẽ phải chạy lại rồi mình sẽ chỉnh cái tham cho nó cao cao một tí nha. Um, hỏi tham oh, bằng giả sử 60 giây đi uh, kiểm tra lại chắc ăn ha nó nó về mất rồi cho nên là chúng ta sẽ lấy một cái có 60 giây tham ao à. Việt AWS 2 này chúng ta sẽ lấy cái receipt receipt handle này rồi chúng ta sẽ quay qua cái này à. chúng ta sẽ chạy cái này rồi chúng ta sẽ xem à. Operator cái này thì chúng ta cần phải uh, mã hóa lại ha à. Encode URI này uh, ID delete uh, Ok, để mình kiểm tra cái này nó lỗi à, Chúng ta đang bị thiếu cái action à, tại vì trong cái định nghĩa một cái delete message chúng ta cần phải có cái action delete message này nữa chúng ta bị thiếu cái này à, action đang deploy lại. Ok, à, chúng ta xem là cái phần Postman. Rồi Postman à, không biết trong cái quá thời gian này chúng ta chạy lại nha. Chúng ta sẽ lấy lại một cái message. Message đợt này là hello world. Hả? Chúng ta cần phải copy lại cái này bạn nhớ encode đi cái UI này. À, các bạn thấy không? Delete message response này đã thành công rồi. Thì các bạn quay lại cái queue của chúng ta này. Đúng rồi, chỉ còn là 5 nữa. À, 5 message thôi nào. Tại vì chúng ta đã xóa rồi, chúng ta đã thử thêm một cái nữa nha. Rồi chúng ta sẽ get thêm một cái message nữa. Đây này là cái viết address 2. chúng ta nhớ encode cái này, này chúng ta xóa thành công, delete message response này, cái request id này, request id, rồi chúng ta refresh, chúng ta còn 4 này, thì đó là cái cắt chúng ta sẽ xóa cái message ở trong cái cái queue của chúng ta, à, à, thì hy vọng qua bài này các bạn đã hiểu cách làm sao để gửi này, lấy và xóa các message trong cái queue ha. à, hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo.